Cô xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối cùng của chủ đề 1, đó là bài gốc âm nhạc của em. Các bạn quan sát tranh cho cô. Cô có câu hỏi đặt ra cho các bạn như sau. Câu đầu tiên là: theo các bạn, sự vật nào có thể phát ra âm thanh? A là cái chiếc xe hơi, B là con gà trống và C là bình hoa. Các bạn chọn cho giúp cho cô nha. Rồi, câu thứ hai. Rồi, là nhìn và gõ thanh phách theo mẫu. Bạn này là bạn nó, đen có giá trị trường độ là một phách. Ở nhà bạn đã được gọi là ta. Còn bạn này là lặn đen, nghĩ một phách. Ở nhà bạn này là lặn, tức có nghĩa là không đàn và không hát. Bây giờ cô mời các bạn đọc và gõ tiết tấu cho cô nha. Đen, lặn, đen, lặng, ta, ta, Các bạn quan sát tranh giùm cho cô. Cô có hai câu hỏi được đặt ra cho các bạn như sau. Chỉ ra hai vận động cơ thể mà các bạn đã được học. A là vỗ tay, B là vỗ đùi, C là dậm chân. Theo các bạn, tuần vừa rồi cô đã dạy cho các bạn chúng ta gõ bộ gõ cơ thể nào nè. Cô mời các bạn trả lời. Tiếp, câu kế tiếp là chọn hình vẽ mô tả nội dung bài hát Tiếng Trống Trường Em. Theo các bạn, hình vẽ nào mô tả được bài hát Tiếng Trống Trường Em? A là một người đang đánh trống, B là một cái bạn đó đang vỗ trống con và C là một bạn đang đánh đàn tơ rừng. Theo các bạn là chọn phương án nào nè? Cô mời các bạn chọn. Các bạn cho cô biết các bạn thích nhất các hoạt động âm nhạc nào trong chủ đề này. A. Chuyện nghe kể chuyện buổi sáng của chim sơn ca. B. Hát bài tiếng trống trường em. C. Học nhạc cụ thanh phách và vận động cơ thể. Và D. Hát bài hát quốc ca. Các bạn nói cho cô biết nha.